Xin chào, trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cách mua hàng thời trang giá rẻ mà được chiết khấu thêm 20%. Và đây là cái trang Zalando, đây là một trang chuyên kinh doanh về các mặt hàng thời trang và phụ kiện. Và nếu mà thông thường chúng ta mua hàng ở trên đây á, thì chúng ta không có được chiết khấu. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta được chiết khấu? Bằng cách là chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản tiếp thị liên kết của Zalando này để chúng ta mua hàng và được giảm giá, và ngoài ra chúng ta có thể là chia sẻ cái đường link này cho bạn bè cùng mua để chúng ta được nhận chiết khấu từ những cái sản phẩm mà bạn bè đã mua. Đầu tiên thì chúng ta vào cái trang là accesstrade.vn để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Và nếu như cái từ này các bạn cảm thấy khó đánh thì mình có gắn cái đường link ở dưới, thì bạn vào cái đường link ở dưới thì nó đến cái trang này. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái mục là đăng ký ở đây. Rồi sau đó ở mục tên đăng nhập này thì mình sẽ nhập một cái ID tài khoản. Ví dụ như là cái ID của mình là này chẳng hạn. Rồi đây là mật khẩu. Cái đây là chúng ta xác nhận mật khẩu là cái. Rồi đây là họ tên. Đây là mail, quan trọng là đây là cái mail thật, không phải là mail ảo, bởi vì khi mà chúng ta đăng ký rồi thì chúng ta vào mail để xác nhận lại cái nữa. Ví dụ là chúng ta mình có một cái mail này. Rồi đây là cái mục số điện thoại này, bạn hãy điền cái số điện thoại của bạn vào đây. Số điện thoại chính xác để sau này cái bộ phận support của Accesstrade họ có thể là liên lạc với chúng ta qua cái số điện thoại này. Rồi ở đây là cái website. Nếu mà chúng ta không có website thì chúng ta mượn cái website của bạn của chúng ta gắn cái link vào đây. Ví dụ như cái website của mình website này thì mình lấy cái link của website này mình gắn vào đây. Đấy. Rồi ở đây là cái địa chỉ liên hệ, mình ghi số điện thoại ấy, ghi cái địa chỉ nhà. Rồi sau đó mình kích vào cái mục là đăng ký ở đây. Thì khi kích xong thì nó sẽ báo mail để chúng ta xác nhận một cái nữa. Ví dụ như vì mình đã tạo một cái tài khoản ở trên đây rồi cho nên là mình không có tạo nữa. Rồi mình sẽ vào mail, ví dụ như vào mail ở đây. Rồi mình thoát cái mail cũ này. Rồi mình đăng nhập một cái mail. Cái mail mà lúc trước mình đã đăng ký rồi. Thì support của Accesstrade họ sẽ gửi cho mình một cái đường link kích hoạt ở đây, và mình kích vào cái đường link dài ở đây thì nó sẽ dẫn tới một cái trang, vì mình kích hoạt rồi cho nên là nó nhắn ở đây là error. Rồi sau đó khi mà kích hoạt xong thì chúng ta tiến hành chúng ta vào đăng nhập. Thì cái đường dẫn đăng nhập là bạn sẽ gõ cái từ là put.accesstrade .vn. Rồi nó sẽ đến cái đường dẫn đăng nhập. Rồi bây giờ mình sẽ thoát cái ID cũ này, mình sẽ vào cái ID mình vừa mới tạo. Rồi đây là một cái ID mới mình vừa mới tạo. Rồi sau đó mình sẽ vào cái mục là chiến dịch ở đây. Rồi ở đây có rất là nhiều những cái chiến dịch mà bên Accesstrade họ liên kết với những cái trang phân phối. Vì ví dụ mình vào cái trang là Zalando, mình đăng ký chiến dịch này. Rồi cái việc mà nó duyệt nhanh hay chậm là tùy vào cái trang web của chúng ta. Rồi ở đây Zalando họ có thông báo nè. Lưu ý hoa hồng hấp dẫn là 20% giá trị đơn hàng, không bao gồm phí vận chuyển. Không bao gồm phí vận chuyển là như thế nào? Tức là đây là cái ví dụ như sản phẩm bạn bán ở đây thì đôi khi là nó sẽ tính phí vận chuyển là bao nhiêu đó, thì những cái phí đó thì mình không có tính hoa hồng, mình tính là hoa hồng trên cái sản phẩm mình bán thôi. Rồi khi mà đăng ký rồi á, thì mình vào cái mục chiến dịch này xem là nó đã duyệt chưa. Rồi nó đã duyệt rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái link của thằng Zalando này để chúng ta tiến hành chúng ta mua hàng. Thì bạn vào cái mục là công cụ ở đây, vào cái mục là product link. Rồi sau đó mình sẽ chọn một cái sản phẩm nào đó ưng ý trên Zalando mà mình muốn mua. Ví dụ như mình muốn mua một cái đồng hồ này, cái đồng hồ này là 2 triệu mốt.
Rồi mình sẽ copy nguyên cái đường link này, nguyên cái đường link của cái đồng hồ này mình copy hết và mình vào cái trang là của SSJ này, cái trang quản lý này, và mình dán cái đường link này. Rồi sau đó mình sẽ kích vào cái nút tạo link. Rồi mình sẽ copy cái đường dẫn ngắn ngắn đây. Rồi chưa hết, thì để có cái link này á, thì khi mà mình mua trực tiếp trên đây á, thì mình sẽ không được có được hoa hồng của Zalando. Bằng mà nếu mình muốn nhận được cái hoa hồng này á, thì bằng cách là mình vào cái mục ba chấm hay là trên Chrome, còn cốc cốc á, thì nó có một cái mục bên đây. Rồi bạn vào cái mục ba chấm này, bạn vào cái mục là cửa sổ ẩn danh mới, thì nó sẽ đi qua tới một cái cửa sổ ẩn danh. Sau đó mình kích phải và mình dán cái đường link này. Rồi đây là một cái link tiếp thị liên kết của chúng ta. Sau đó chúng ta tiến hành mua hàng như bình thường ở trên Zalando, thì chúng ta sẽ nhận được cái phần chiết khấu là 20% trên cái sản phẩm này. Ví dụ như sản phẩm này là 2.190.000 thì chúng ta sẽ được chiết khấu là khoảng hơn 400.000. Vừa cái việc của chúng ta được mua sản phẩm ưng ý trên đây, chúng ta còn được giảm giá hơn 400.000 trên đây. Rồi còn một cách nữa là nếu như mà có thể là bạn bè của chúng ta gửi chúng ta mua, như là ví dụ mua quần áo trên đây hoặc là gì đó, thì có thể là chúng ta có thể là đặt mua giùm họ bằng cách là như cái lúc nãy mình hướng dẫn, mình sẽ chọn một cái sản phẩm nào đó trên đây mà mình ưng ý muốn mua. Sau đó mình sẽ copy nguyên cái đường link này. Rồi sau đó mình sẽ vào cái trang quản trị của SSJ, rồi mình chọn là cái mục công cụ, rồi chọn cái mục là product link. Rồi sau đó chúng ta sẽ paste nguyên cái đường link này, rồi chúng ta kích tạo link. Rồi sau đó chúng ta lấy một cái link ngắn này, rồi chúng ta gửi cho bạn bè một cái đường link này, để thứ nhất là họ có thể tự mua. Và nếu như mà họ không có tự mua được đó, thì chúng ta mua giùm. Tự mua bằng cách là bạn sẽ vào cái mục tin nhắn, ví dụ họ có tài khoản Facebook thì bạn sẽ nhắn một cái đường link cho họ. Ví dụ mình nhắn một cái đường link cho một người bạn của mình ở đây. Đấy. Rồi dán cái link tiếp thị liên kết. Rồi sau đó cái người bạn này họ kích vào cái đường link này họ mua hàng, thì mua sản phẩm nào đó trên Zalando thì chúng ta vẫn được chiết khấu là 20%. Còn nếu như mà họ không biết cách tự mua thì có thể chúng ta mua dùm bằng cách là chúng ta lấy cái đường link này, rồi thì chúng ta vào cái phần trình duyệt, chúng ta chọn cái cửa sổ ẩn danh mới và chúng ta dán cái đường link này. Rồi sau đó chúng ta sẽ mua hàng bình thường. Ví dụ như cái túi này 380 thì được chiết khấu 20% là khoảng 70.000, ví dụ vậy. Đó là một cái cách mà chúng ta vừa được mua hàng giá rẻ trên đây mà chúng ta vừa được chiết khấu cái giá đại lý là 20%. Rồi nếu như các bạn cảm thấy cái video này hữu ích, nhớ like, share và subscribe.